Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Là ông Tổng kéo thị trường chạy án phất lên mạnh mẽ. Nếu nói thành phần tham nhũng xem tiền ngân sách và tiền của nhân dân là một miếng mồi ngon, thì thành phần chạy án xem túi tiền của bọn quan tham bị tóm là mồi cũng ngon. Còn thanh tra và chính phủ, các cơ quan chống tham nhũng thì xem túi tiền của quan tham chưa bị lộ cũng là mồi cực ngon. Ở đất nước này không có chuyện một cơ quan nào đó có cơ quan chức năng trong sạch cả, kể cả quan chức trong cơ quan chống tham nhũng của Đảng. Lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ lôi ra được một phần rất ít quan tham mà thôi. Những quan bị lộ được xem như là xui xẻo, bởi còn đó rất đông những người chưa bị lộ hoặc không bị lộ. Việc bắt bớ bỏ tù trong các vụ án tham nhũng bắt đầu từ những người moi tiền của nhà nước hoặc móc túi tiền của nhân dân. Khi những quan chức này bị điều tra thì bộ máy chạy án vào cuộc để mà kiếm tiền. Chế độ này rất nhiều cấp chạy, quan trọng là có đủ tiền và biết đường chạy hay không mà thôi. Chỉ có hai người chạy án bị lộ trong chuyến bay giải cứu. Khi mới bị bắt là chạy ở cơ quan điều tra để làm sai lệch hồ sơ. Khi ra tòa thì chạy bên viện kiểm sát để họ không moi móc sâu vấn đề và chạy bên tòa án để tòa tuyên hình phạt nhẹ hơn. Một vị đại gia bị bắt và bị giam giữ, phía công an, phía tòa án và phía viện kiểm sát cần phải kéo dài thời gian giam giữ để bộ máy chạy án gậm nhẫm nhấm vào túi tiền của các vị đại gia ấy càng lâu càng tốt, càng moi ra được nhiều tiền. Đấy là một trong những chiêu trò của những chính quyền để ăn tiền chạy án. Những vụ án tưởng chừng như đơn giản nhưng họ cứ tạm giam hết lần này đến lần khác để có cơ hội ăn tiền chạy án của đại gia ấy ngày một lâu hơn. Luật sư thì rất đông nhưng có thông tin cho rằng phần nhiều là cò chạy án. Làm việc cho cơ quan tố tụng mà không tham gia đường dây chạy án thì không bao giờ giàu cả. Mà tham gia càng quy mô thì càng khó bị lộ, bởi trong liên minh đấy họ bao che lẫn nhau. Họ bảo vệ nhau cho tới cùng, bởi chỉ cần một mắt xích bị khui ra thì cả đường dây có nguy cơ bị lộ. Nếu nói trong ngành công an có trò nuôi án, thì trong lĩnh vực chạy án cũng có trò tương tự. Đấy là cách kéo thời gian điều tra thời gian tạm giam để giờ cho với bị can. Có cơ hội là họ làm án và ngã giá bên bị can. Nếu trò nuôi án sẽ làm cho tội phạm lớn mạnh, thì việc đường dây chạy án kéo dài và củ nhảy với bên bị cáo cũng là cách làm cho bộ máy chạy án có cơ hội ăn đậm hơn. Vụ án chuyến bay giải cứu chỉ có 54 bị cáo mà có đến 120 luật sư bảo chữa. Thực chất không phải luật sư nào cũng dùng để mà cãi, mà trong đó phần cãi chỉ là cách làm hợp thức hóa việc chạy án mà thôi. Nếu là phiên tòa minh bạch, phần luật sư bảo chữa và lời khai của bị cáo trước tòa là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, rất nhiều luật sư và bị cáo trong phiên tòa chuyến bay giải cứu trình bày trước tòa rất buồn cười, họ cứ như là những đứa trẻ con vậy. Thực chất, những lời cãi vã của luật sư và những câu nói ngây ngô của bị cáo chỉ là đóng kịch cho vai trò của phiên tòa. Án thật đã được ngã giá đằng sau phiên tòa đấy bởi đường dây chạy án. Rất có thể sẽ không có án nặng nào cả sau khi ngã giá và chốt giá. Phiên tòa chuyến bay giải cứu là cơ hội béo bở cho các đường dây chạy án khủng. Sắp tới, phiên tòa xét xử vụ Việt Á cũng tương tự, cũng là cơ hội lớn cho đường dây chạy án hốt bạc. Đó là một thực tế, câu chuyện này được người trong cuộc kể, tuy nhiên, đấy là những chuyện không thể công khai được, đặc biệt là tên tuổi của những người cung cấp thông tin. Công lý vốn đã tìm sự thật và sự công bằng, tuy nhiên, công lý ở Việt Nam là món hàng được buôn bán ở chợ đen. Không công khai nhưng rất sôi động. Ông Nguyễn Phú Trọng lập lò đốn củi chỉ là bề nổi, còn lại phần chìm là thị trường chạy án rất phát đạt kể từ khi ông Tổng Bí thư quét mạnh bọn tham nhũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Là ông Tổng kéo thị trường chạy án phất lên mạnh mẽ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de
kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thiếu văn hóa ứng xử nhưng quân ta luôn thừa văn hóa phong bì. Câu chuyện về ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chiếm thảm đỏ dùng để đón khách quốc tế là một phần trong vô vàn hành động thiếu văn hóa của các quan chức đảng viên Đảng Cộng sản. Những người được Đảng Cộng sản đào tạo luôn có máu háo danh và coi thường nhân dân, bằng cấp thì rất nhiều nhưng văn hóa ứng xử lại rất kém. Từ người nhân viên quèn đến quan lớn đều như nhau cả. Văn hóa ứng xử của ông Nguyễn Văn Hùng đâu sao không thấy nhỉ? Không chỉ có ông Nguyễn Văn Hùng mà trước đây ông Trần Tuấn Anh hay ông Trần Sĩ Thanh cũng cư xử thiếu văn hóa như vậy. Họ không có văn hóa ứng xử tương ứng với vai trò mà họ đang đảm nhiệm. Có lẽ chính vì được đào tạo bởi Đảng Cộng sản mà những quan chức này mới hư đến như vậy. Họ thường có mẫu số chung là háo danh, tranh công, thích ra oai vân vân. Chính những thứ đó tạo nên một phong cách ứng xử rất cộng sản. Một phong cách thiếu văn hóa trong ứng xử. Việc dạy đạo đức hay dạy văn hóa cho các quan chức Đảng Cộng sản không phải là không có. Thực tế thì ngành giáo dục của Đảng Cộng sản có dạy về văn hóa. Tuy nhiên, các môn học tạo nên nhân cách con người đã bị bóp méo. Lấy ví dụ như môn giáo dục công dân là môn dạy văn hóa rõ nét. Tuy nhiên, dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì môn này đã bị lồng ghép chính trị vào. Ngoài ra, những người thầy của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa cũng có nhiều vấn đề cần phải bàn. Tấm gương người thầy không tốt, giáo trình bị lồng ghép những thứ ngoài phạm vi đạo đức v.v. đã tạo nên văn hóa xã hội và văn hóa quan chức của chế độ. Ông Nguyễn Văn Hùng, người đã chiếm lấy tấm thảm đỏ của Thủ tướng Malaysia, là người học đến thạc sĩ. Tuy nhiên, trong chế độ này thì thạc sĩ và tiến sĩ nhiều như rươi, nhưng văn hóa ứng xử của quan chức vẫn không khá hơn được. Có học chưa hẳn đã có văn hóa. Ông Trần Sĩ Thanh tiếp khách quốc tế. Văn hóa ứng xử thì quan chức Đảng Cộng sản thiếu thốn nghiêm trọng, nhưng văn hóa phong bì thì gần như không một quan chức nào thiếu cả. Đến nay, văn hóa phong bì chỉ còn mang nghĩa bóng vì nay những khoản lót tay lại quả lên đến hàng chục tỷ đồng thì không thể nào dùng phong bì đựng được nữa. Nếu tiếp tục dùng phong bì chắc chắn phải dùng xe tải may ra mới được hết. Văn hóa phong bì hiện nay đã tiến quá xa so với những cái phong bì nhỏ xíu ngày trước rồi. Chỉ một bữa ăn thịt bò rát vàng của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thôi thì đã không thể dùng phong bì đựng được. Phong bì nào mà đựng được hết 30 triệu đồng tiền Việt? Ấy chỉ mới nói đến một bữa ăn của quan chức thì đã không thể có phong bì đựng. Còn chi phí cho con cái du học tại Anh của ông Tô Lâm lên tới khoảng 80.000 bảng mỗi năm thì phong bì nào chứa cho được đây? Tuy phong bì không còn chứa được nhiều tham ô, nhưng cái văn hóa phong bì thì quan chức nào cũng có. Nếu không có phong bì thì với mức lương chết đói do nhà nước trả cho họ, làm sao họ đủ sống đây? Chỉ cần lấy tài sản nổi quan chức như nhà, ô tô, đồng hồ v.v. rồi so sánh với mức lương của họ thì biết văn hóa phong bì nó là nguồn sống cho các quan chức đảng. Sáng ngày 22 tháng 7, khi nói lời sau cùng, Tổng giám đốc công ty Blue Sky Ski Lê Hồng Sơn bản thân cũng chỉ là nạn nhân của cơ chế xin cho, nạn nhân của văn hóa phong bì. Thực tế là ở Việt Nam, doanh nghiệp không hối lộ quan chức thì không thể tồn tại cho được. Cho nên doanh nghiệp nào bị bắt có lẽ là do học gặp vận xui hơn những người khác mà thôi, chứ ai cũng phải hối lộ cho các quan chức đảng cả. Văn hóa phong bì, văn hóa gì có thể thiếu nhưng phong bì thì không thể thiếu. Phong bì là nguồn sống của quan chức chứ không phải lương. Đảng Cộng sản luôn hô hào đủ thứ đạo đức, đủ thứ tấm gương phải học tập. Nhưng rồi sao đây? Có quan chức nào có đạo đức đâu? Có quan chức nào tử tế với dân, tử tế với những doanh nghiệp chân chính đâu? Quả thật, người nào nói hay nói đạo lý thì đó thường là kẻ sống thất đức. Chính quyền hô hào học tập đạo đức thì chính quyền đó không có đạo đức, và quan chức của chính quyền đó cũng như thế. Quả là không sai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thiếu văn hóa ứng xử nhưng quân ta luôn thừa văn hóa phong bì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de